Để Nhung kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện này. Sự thật 100%. Sự thật 100% là các bạn cũng biết là mấy ngày trước là mẹ chuột của chị Kiều Duyên chết đúng không? Thì mẹ của Cô chị Kiều mẹ Duyên mất. mất, thì Nhật Bình mới đi về Mỹ lo cái đám tang của mẹ chị Kiều Duyên. Rồi bắt đầu là được mấy ngày là bắt đầu bay về lại Việt Nam. Thì bay về lại Việt Nam thì Nhật Bình nói chuyện, gọi cho mẹ của Nhật Bình, mà Nhật Bình nói chuyện kể cái đám tang của mẹ của chị Kiều Duyên là mẹ của chị Kiều Duyên thích đám tang không ai được khóc hết mà phải mặc đồ thật đẹp. Chị Kiều Duyên cũng vậy, phải mặc đồ thật là đẹp, không có được Mặc khóc, giống như má chị Duyên vậy đó. mặc giống như má chị Kiều Duyên hồi còn trẻ vậy đó. Rồi khi mà mẹ của Nhật Bình nó mới kể cho mẹ nghe thì mẹ của Nhật Bình nói là mai mốt mà tao có chết đó, thì tất cả mọi đứa con không có được khóc mà phải làm cái đám tang như vậy á, Đơn giản. đơn giản như vậy á, để tao đi cho nó thoải mái. Thì nói xong thì Nhật Bình, mẹ của Nhật Bình cứ kêu là đi về ăn cơm. Xong mẹ Nhật Bình nói là đã chiều nay con làm make up cho Phi Nhung xong, rồi con về Dạ. con ăn luôn. Thì 5 giờ là Phi Nhung hẹn Nhật Bình là 3 4 rưỡi hả? 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ thì khi mà Nhật Bình mới nói là để đợi làm cho Phi Nhung xong rồi Nhật Bình về. Thì khi Phi Nhung qua 6 giờ, Phi Nhung qua Nhật Bình thì bắt đầu hai đứa mới ngồi nói là qua cái đám tang của mẹ chị Kỳ Duyên rất là đẹp mà rất là sang trọng, ai Đang cũng thích nói. hết đó. Ai cũng thích. Xong rồi mẹ của chú Bình cũng nói, chứ chú Bình cũng kể, Nhật Bình cũng kể là mẹ của Bình cũng muốn mà mai mốt mẹ của Bình Mất có đi mất đi có gì á thì cũng làm giống như là đám ma của mẹ chị và Duyên cũng vậy. giống như đám ma của mẹ chị Kiều Duyên vậy đó. Thì đang nói xong cái tự nhiên điện thoại reng, xong Nhật Bình cầm điện thoại lên alo một cái, Nhật Bình đứng im, xong Đứng rồi hình nữa chứ đứng hình đứng luôn, mà chưa bao giờ thấy Nhật Bình mà ngạc nhiên một cách mà phản ứng mạnh như vậy. Mà khi Nhật Bình mới có đánh foundation cho Phi Nhung thôi chứ chưa có làm gì hết, mới có đánh cái mặt thôi, đánh cái nền cái nền thôi. Xong rồi cái Phi Nhung tò mò biết không, Phi Nhung tò mò, nói chứ ủa sao Bình nghe cái phone gì mà sao phản ứng mạnh mà không cho Phi Nhung biết. Xong rồi cái Nhung mới hỏi Nhật Bình, cái Nhật Bình nói chứ mẹ Bình chết, trời ơi